Các bạn thân mến, ngày hôm qua thì chúng mình đã cùng với nhau làm một cái đề thi thử đúng không nào? Và 200 bạn thì đã cùng với chị hoàn thành cái đề thi thử ngày hôm qua. Nên là buổi chiều ngày hôm nay thì chị muốn phát trực tiếp cùng với các bạn để chúng ta có thể chữa cái đề này. Đây là một cái đề khá, tức là đây là một cái đề nó tương xứng về cái mức độ đối với cái đề minh họa mà các bạn đã làm. Thế nên là chị muốn trực tiếp chữa cùng với các em để xem là buổi ngày hôm qua thì các bạn đã làm như thế nào, có tốt hay là không nhá. Ngày hôm qua thì các bạn đã nhận được đề chưa? Nhận được đề từ team chị Hiên chưa? Ok, xin chào các bạn. Xin chào 60 bạn đang xem phần livestream này. Hôm qua thì các bạn đã nhận được đề chưa và các bạn đã đọc qua đề thi thử của chúng ta chưa? Hiện tại thì chỉ còn khoảng hơn 80 ngày nữa thôi là các bạn đã chính thức bước vào kỳ thi rất là quan trọng ở trong cuộc đời của mình rồi, phải không ạ? Đấy, thế nên là bản thân chị thì nghĩ rằng là các em đang cực kỳ là lo lắng cho kỳ thi này, không còn cách nào khác để giải tỏa những cái lo lắng đó, đó là chúng ta trực tiếp lao vào học thôi. Đúng không? Các bạn ơi, xin chào 120 bạn đang xem phần livestream này. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề ngày hôm qua cùng với chị nhá. Được không ạ? Rồi, xin chào Huyền Trang. Hôm qua có những bạn nào ở đây có suất để thi ạ? Học văn chị Hiên thì sẽ tổ chức thêm một cái lần thi thử nữa cuối cùng. Chốt cho các bạn trước khi mà các bạn thi đại học. Đấy, thế nên là lần sau thì nếu như mà muốn được thi thử để chấm chữa bài chi tiết thì các em sẽ cố gắng kiểu như là vào canh giờ để vào nhanh hơn một chút xíu nhá. Chứ đừng để như lần vừa rồi mới có 7 phút thôi mà đã đủ. Tức là đã kiểu mấy trăm bạn kiểu đăng ký rồi ấy. Đấy, mặc dù là rất là nhanh, các bạn ấy chớp cơ hội rất là nhanh. Nên là các em sẽ lưu ý điều này giúp cho chị nhá. Ok chưa? Bây giờ thì chị sẽ chữa luôn cái đề này cho các bạn nhá. Chúng ta có đề thi thử môn ngữ văn. Thời gian làm bài là 120 phút. Được chưa nào? Bây giờ chị sẽ chữa cái câu đọc hiểu trước nhá. Chúng ta sẽ chữa cái câu đọc hiểu trước. Đây là một cái câu đọc hiểu mà cực kỳ là phù hợp với cái đề minh họa mà vừa rồi thì bộ đã ra cho chúng ta, đúng không ạ? Rồi các bạn ơi, quay trở lại cùng với chị nhá. Chữa cái đề này nhá. Gửi lời chào tới chị nào. Chiều nay các bạn có phải đi học không? Hôm nay là thứ năm à? Đúng rồi, hôm nay là thứ năm. Đúng không? Hôm nay là thứ năm rồi. Rồi, đợi khoảng 200 bạn vào thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu chữa đề ngày hôm nay nha các em. Hiện tại đã có 140 bạn rồi. Các em vẫn phải đi học à? À đúng rồi, hôm nay là chiều thứ 5 thì đa số các bạn, có rất là nhiều bạn thì phải đi học ở trên trường đúng không? À em đang đi học chị ơi à? Hồng Minh, Hồng Hải, Hà Giang, xin chào các bạn. Đạt Phát, xin chào em. Về điểm thì chắc là chỉ 1-2 ngày nữa là có thôi. Từ giờ tới cuối tuần nhá. Xin chào Trà My, xin chào Thúy Kiều. Hiện tại đã có 150 bạn đang xem phần livestream này rồi. Chúng mình sẽ cùng đợi tới 200 bạn để chúng ta sẽ cùng bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay nha. Ok, các bạn tag bạn bè vào nhá. Đây là một cái đề khá là hay. Nên là chị cũng muốn là các bạn sẽ có thể tham khảo. Bởi vì biết đâu là đề thi thử của chị Hiên lại trùng với đề thi thật thì sao, đúng không? Bởi vì team chị Hiên thì thường may mắn lắm. Thường là như vậy. Biết đâu là cái đề này sẽ kiểu trùng với đề của các bạn thi đại học thật thì sao, đúng không? Nên là chị muốn là các bạn có thể nhanh nhanh chóng chóng tác bạn bè của mình vào để chúng ta sẽ cùng chữa cái đề thi thử ngày hôm nay cùng với chị nha. Hãy nhớ là chị đang có khóa học 10 ngày cuối cùng chạy văn cùng với chị Hiên, học tất cả những kiến thức tổng ôn này và hướng dẫn cho các bạn về những cái điều lưu ý khi mà làm bài thi cực kỳ là sát nữa. Thế nên là các em có thể, nếu như tò mò về cái khóa học này thì các bạn hãy nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để đăng ký và giữ chỗ, một cái chỗ thật là chắc cho mình để cùng với chị ôn văn trong giai đoạn cuối cùng nha. Ok. Xin chào Thúy Kiều, xin chào em. Xin chào Thúy Dung. Rồi, bây giờ thì chị sẽ chữa luôn nhá. Bây giờ thì chị sẽ chữa luôn cái đề này. Được không nào? Chúng ta có câu đọc hiểu đầu tiên này. Câu đọc hiểu của chúng mình như sau. Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu.
Tôi không hiểu ngoài kia, khi ngoài kia gió bão, những hàng cây cũng ngã rạp cả rồi, khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến, sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau. Nếu như mà muốn nhận đáp án chi tiết của cái đề thi thử lần này thì các bạn hãy chia sẻ phần livestream này, sau đó thì chụp ảnh lại và gửi về fanpage Học Văn Chị Hiên để xin đáp án của đề thi thử này các bạn nhé. Hãy nhớ là chia sẻ, sau đó thì quay trở lại nhắn tin cho admin của fanpage để nhận đáp án chính thức của đề thi thử nha các bạn ơi. Rồi, chị xin đọc lại cái văn bản mà chúng ta được đưa ra như sau ạ. Tôi không hiểu khi ngoài kia gió bão, những hàng cây cũng ngã rạp cả rồi, khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến, sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau. Tôi vẫn thường hay thắc mắc về những câu chuyện nghe có vẻ rất bình thường vẫn diễn ra hàng ngày. Tại sao người này lại ghét người kia? Tại sao họ lại phải đay nghiến và bền bỉ ganh tị với cuộc sống của một người khác? Tại sao họ lại cảm thấy mình luôn không hạnh phúc như người khác? Chúng ta thật sự rất kỳ lạ khi thường nhìn vào những thứ mình chưa có, kỳ ngưỡng vào thứ người khác có, rồi tự đặt áp lực lên bản thân, đôi khi là ganh tị đố kỵ. Tại sao việc được chạy giữa ánh nắng buổi sớm cũng có thể khiến một số người cảm thấy thật may mắn? Tại sao việc được thức dậy vào ngày hôm sau, được tiếp tục sống và làm việc cũng khiến họ đã cảm thấy hạnh phúc? Tại sao việc ăn một món cơm với rau trong một căn nhà nhỏ cũng khiến họ cảm thấy đủ đầy? Tại sao một tách trà trong buổi chiều mưa cũng khiến họ thanh thản, bình yên và hạnh phúc? Tại sao chúng ta cứ mãi miết mang một lát cát hạnh phúc của người khác để so sánh với nỗi đau thống khổ trong lòng mình? Tôi hay nói với đồng nghiệp mình, tại sao chúng ta phải lấy hậu trường của mình đi so sánh với sân khấu của người khác để rồi so sánh và tự dằn vặt mình? Thay vì ngồi đó đố kỵ, nghi hoặc đố kỵ và ganh ghét, chúng ta hãy bắt đầu nhìn thử mọi thứ bằng ánh mắt dịu dàng, hơn. Hãy đối xử với người đối diện chân thành hơn. Hãy bao dung hơn, vị tha hơn và thử cảm nhận sâu hơn về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Và hãy thử thở những nhịp thở chậm hơn, đều hơn và sâu hơn. Thế giới thật đẹp và người bên cạnh ta cũng thật đẹp. Ok không ạ? Các bạn ơi, đây là một cái bài viết theo một cái trang, đó là trang sengroup.vn. Ở đây đã đề cập được không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm cái đề đọc hiểu này cùng với chị nhé. Được chưa nào? Trước tiên này, câu 1, xác định phương thức biểu đạt chính. À, hãy nhớ nhá, phương thức biểu đạt chính thì sẽ chỉ có một mà thôi. Ok chưa ạ? Thế phương thức biểu đạt chính của chúng ta ở đây là gì hả các bạn? Phương thức biểu đạt chính của chúng ta ở đây là gì ạ? Hãy nhớ là nếu như mà câu hỏi mà hỏi cái gì chính thì chỉ có một. Còn nếu như mà người ta hỏi là phương thức biểu đạt thì chúng ta có thể có 2, có 3 kết hợp với nhau, được không nào? Thế bây giờ phương thức biểu đạt chính ở đây là gì? Chị rất là cảm ơn những cái lời khen của các bạn, nhưng mà bây giờ thì chúng mình sẽ cùng tập trung lại cùng với chị đã nhá. Được không? Tập trung lại cùng với chị nhá, để chúng ta chữa cái đề này trước đã. Nào, phương thức biểu đạt chính của chúng ta là gì? Đây là dạng câu hỏi về ngữ pháp đây. Đơn giản nhất phải không ạ? Là gì nhở? Ok, xin chào các bạn, đưa ra đáp án cho chị nha. Chị vừa đọc văn bản với các em rồi. Vậy thì phương thức biểu đạt chính của chúng ta là gì nhở? Là gì? À, chính xác. Nghị luận. Chính xác đấy ạ. Là nghị luận các bạn nhá. Ok, rất chuẩn. Tất cả những bạn mà trả lời đều trả lời là nghị luận thì các bạn đều đã được 0,5 điểm. Được không nào? Đều đã được 0,5 điểm. Ok chưa ạ? Câu số 2. Theo đoạn trích, chúng ta thực sự rất kỳ lạ ở điểm nào? À, đây là một câu hỏi về tìm ngữ liệu trong văn bản. Đúng không ạ? Đây là dạng câu hỏi tìm ngữ liệu. Vậy thì chúng ta sẽ bám vào đây này. Chúng ta thật sự rất kỳ lạ ở điểm nào? Các bạn có thể nhìn thấy ở đây. À, chị đã tìm thấy rồi đây. Chúng ta thật sự rất kỳ lạ. Được không ạ? Thường khi nhìn vào những thứ mình chưa có. Ok chưa? À, rất kỳ lạ khi nhìn vào những thứ mình chưa có, kỳ ngưỡng những thứ của người khác có, rồi tự đặt áp lực lên bản thân của mình. Ok không? Được chưa nào?
Đây là câu hỏi mà gì ạ? Chúng ta sẽ tìm ngữ liệu ở trong văn bản. Câu này thì rất là đơn giản. Nếu như trả lời đúng, các bạn sẽ tiếp tục có 0,5 điểm. Ok chưa ạ? Câu 3 thì chúng ta sẽ phải nâng cái tầm của mình lên một chút. Đó là chúng ta vừa phải tìm ngữ liệu trong văn bản, nhưng mà chúng ta cũng phải sử dụng cái tư duy của bản thân để làm rõ cái phần này. Thì chúng ta có câu số 3 ở đây là: dựa vào đoạn trích trên, anh chị hãy cho biết chúng ta nên làm gì để không nghi hoặc, đố kỵ và ganh ghét người khác. Thì ở trong này này, chúng ta thấy này, chúng ta vẫn phải dựa vào chính cái phần văn bản ở đây. Thế thì chúng ta nên làm gì nhỉ các bạn nhỉ? À, chúng ta nên làm gì đây? Đây nhìn này. Bắt đầu thử nhìn mọi thứ bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Hãy đối xử với người đối diện chân thành hơn. Hãy bao dung hơn, vị tha hơn. Và hãy thở những nhịp thở chậm hơn và đều hơn. Ok chưa? Đều hơn, sâu hơn. Được không nào? Và chúng ta phải biết hài lòng với những gì mình đang có. Sống bình tĩnh, thanh thản và tràn đầy tình yêu thương. Ok chưa nào? Nhá. Thì đây là cái câu mà chúng ta sẽ phải vừa tư duy, nhưng mà cái phần chính là chúng ta vẫn dựa vào cái gì? Chúng ta vẫn dựa vào ngữ liệu trong phần văn bản. Được không ạ? Nhá. Và câu 4: thông điệp ý nghĩa nhất đối với anh chị từ đoạn trích trên là gì? Thì đây là cái câu mà các bạn có thể tự do làm theo cái tư duy của các em và theo cái suy nghĩ của các em. Ví dụ ở đây như chúng ta có thể đưa ra, đó là thông điệp về hạnh phúc đích thực, về loại bỏ cái lối sống vị kỷ, đố kỵ, hẹp hòi. Thông điệp về sự bao dung, về tấm lòng vị tha, nhân hậu, chia sẻ, cảm thông với mọi người. Và đây cũng là một cái thông điệp về lối sống tích cực, biết hài lòng với những gì mình đang có để sống an yên và lạc quan hơn. Ok chưa nào? Thì các bạn có thể tùy chọn một cái đó, nhưng mà chúng ta sẽ trả lời theo hai ý. Đó là thứ nhất là cái ý thông điệp đó là gì? Được không ạ? Và tại sao lại là thông điệp đó? Ok chưa? Và hãy nhớ là chỉ trả lời từ 5 tới 7 dòng thôi các bạn nhé. Dựa vào những cái thông điệp mà chị vừa gợi ý cho các bạn đấy. Được không ạ? Thì các bạn sẽ lựa chọn ra một cái thôi. Mình cũng không nên quá tham lam mà để đưa rất là nhiều thứ vào trong đó của mình được. Ok chưa? Chúng ta không nên quá tham lam để đưa tất cả rất là nhiều thứ vào trong đó. Hãy lưu ý điều này. Và hãy nhớ là dung lượng của chúng ta chỉ từ 5 tới 7 dòng thôi nhá. Ok không? Rồi tiếp tục này. Đấy là cái thông điệp ý nghĩa nhất đối với anh chị từ đoạn trích đoạn trên là gì? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hai la mã phần làm văn. Phần làm văn của chúng mình thì 7 điểm, câu số 1. Chị đánh giá đây là một cái câu nghị luận xã hội khá là hay và phù hợp với các bạn như sau ạ. Từ đoạn trích phần đọc hiểu, anh chị hãy viết đoạn văn khoảng 200 chữ bàn về bài học rút ra từ câu thơ. Khi sinh mệnh dễ tàn như bài. Em ơi, các em đừng đi. Sập rồi. Chị rất là xin lỗi các bạn nhé. Tại vì vừa rồi thì chị có một cái cuộc điện thoại. Thế nên là bây giờ thì chị đã quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Các em ơi, quay trở lại cùng với chị chưa? Lạc rồi chị ơi. Vừa nói em lấy cho chị cái sạc pin đó. Ở dưới phòng chị á. Ừ, chị cũng vẫn ở đây. Chị vừa có một cuộc điện thoại, thế là chị phải chị vừa mới phải nghe điện thoại, nên là rất là xin lỗi các em nhá. Rồi, các bạn ơi, chúng mình có một cái câu rất là hay như thế này, đó là khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến, sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau. Đây là hai cái câu thơ ở trong đoạn thơ của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân mà vừa chúng ta có ở trong phần đọc hiểu. Phải không ạ? Không hiểu tại sao mà khi nhắc tới hai cái câu này ấy, thì chị lại nhớ ngay tới một cái câu thơ khác của nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân. Cũng đã từng viết rằng là gì ạ? Ta chỉ là chiếc lá. Người vá trời lấp bể, kẻ đắp lũy xây thành. Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là xanh. Chị tin rằng là mỗi người sinh ra trong cuộc đời thì đều có một sứ mệnh. Và cuộc đời thì vốn dĩ mỏng manh như vậy. Thế nên là thay vì cái thời gian mà chúng ta dành thời gian để đi đố kỵ với một ai đó, thì hãy thay đổi để cho bản thân mình có một cái lối sống tích cực hơn. Được không nào? Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái đề này. Được chưa? Nếu như mà có thể thì hãy bỏ giấy bút ra nhé.
Hãy bỏ giấy bút ra nhá. Hãy bỏ giấy bút ra để chúng ta sẽ cùng giải đáp cái đề này, bởi vì chị nghĩ đây là một cái đề khá là hay. Đợi chị cắm cái sạc xíu nhá. Ok, nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhá. Đây, chúng ta sẽ cùng làm cái câu này, đó là câu nghị luận xã hội. 2 điểm. 2 điểm nhưng mà cũng rất là quan trọng đấy. Thế à? Chúc mừng em nhá, chúc mừng em. Rồi. Nào, câu như sau ạ. Khi sinh mệnh dễ tàn như bóng nến. Sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau? Ok chưa? Vậy thì chúng ta sẽ phải hoàn thành những ý như sau. Mở đoạn, dẫn dắt cộng đặt vấn đề. Thôi bỏ cái phần dẫn dắt này đi, nói ngắn gọn và vào vấn đề luôn. Thân đoạn, chúng ta phải giải thích và đưa ra thông điệp luôn. Thì cái phần giải thích ở đây ấy, các bạn sẽ dựa vào các cái từ khóa như thế này: dễ tàn như bóng nến, sinh mệnh, được không ạ? Ý muốn nói về gì nhở? À, vốn dĩ là cuộc đời của con người cực kỳ là mỏng manh, đúng không? Và tiếp theo này, sao con người vẫn bền bỉ ghét nhau? Ý muốn nói là gì ạ? Cái thông điệp được truyền tải qua hai cái câu thơ này đó chính là cuộc đời thì vốn dĩ mỏng manh, hãy bỏ đi cái tôi vị kỷ của bản thân để hướng tới hạnh phúc đích thực. Ok chưa ạ? Chúng ta sẽ suy ra cái thông điệp như vậy giúp chị. Sau khi suy ra thông điệp xong, các bạn sẽ bắt đầu bàn luận, phân tích và bàn luận. Ok chưa? Sau khi mà suy ra thông điệp xong thì các bạn sẽ bắt đầu phân tích và bàn luận về cái này. Được không ạ? Ví dụ như là chúng ta có thể ở trong cái phần bàn luận này chúng ta sẽ nhìn nhận các khía cạnh. Nếu như các bạn giữ một cái thái độ sống lạc quan thì sao? Được không? Cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào? Và cuộc của con người là dòng thời gian hữu hạn, nên hãy trân quý nó để làm được nhiều điều tốt hơn, được không ạ? Và hãy thay đổi thái độ của mình khi nhìn nhận. Lát hả các em? Ui sập á. Các bạn có xem được không? Ok rồi các bạn ơi, đợi chị xíu chị sẽ phát lại nhé. Đợi chị xíu nhé.